Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 22 tháng 3 trên kênh VTV Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, dự báo trong những ngày sắp tới, nhiệt độ có xu hướng gia tăng, nắng nóng sẽ diễn ra trên diện rộng cho một số khu vực trên cả nước. Tuy nhiên, từ đêm mai, một bộ phận không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh sẽ di chuyển xuống nước ta, sẽ gây ra mưa to đến rất to cho hầu khắp các khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc miền Trung, sẽ làm cho nhiệt độ ban ngày giảm từ 3 đến 5 độ tùy từng khu vực. Nhiều nơi trời sẽ chuyển rét. Đợt không khí lạnh tiếp theo sẽ tràn xuống nước ta trong ngày 27 tháng 3, cũng làm cho nhiệt độ ban ngày giảm xuống mức từ 21 đến 24 độ, kéo dài cho đến những ngày sau đó. Không khí lạnh tăng cường tràn xuống nước ta, đi kèm với đó là rãnh nén áp thấp dịch chuyển xuống phía nam, gây ra mưa dông rải rác trên diện rộng sẽ diễn ra cho hầu khắp các khu vực trên cả nước. Trong mưa dông, bà con cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dự báo khu vực Hà Nội, trời nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù rải rác. Đến trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng. Về đêm có mưa vài nơi, có gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa chiều giảm mây, trời nắng. Riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có gió nhẹ. Với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Riêng khu Tây Bắc từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, đến trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, đêm có mưa vài nơi, có gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa chiều giảm mây, trời nắng. Ở vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng, về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Riêng vùng núi phía Tây từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác, có gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, có gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, sóng biển cao từ 1 đến 2 m, biển động. Ở khu vực phía Bắc của biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Còn ở khu vực phía nam của biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Còn tất cả các vùng biển còn lại đều có thời tiết tốt.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.